Chào các em. Trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 môn lịch sử địa lý 8. Với bài kiểm tra này, chúng ta sẽ kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, trắc nghiệm chiếm 4 điểm, tự luận chiếm 6 điểm. Thời gian làm bài là 60 phút. Nội dung ôn tập ở phần môn lịch sử, các em sẽ học bài 2 và bài 3. Ở phần môn địa lý, các em sẽ học bài 2 và bài 4. Đối với phần trắc nghiệm, cô sẽ in đề cương và phát cho các em. Còn trong tiết học này, chúng ta sẽ ôn tập phần tự luận. Trước hết là phần môn lịch sử. Các em sẽ ôn tập theo các câu hỏi như sau. Dưới tác động của quá trình xâm lược và khai thác thuộc địa của thực dân phương Tây, xã hội các nước Đông Nam Á đã xuất hiện những giai cấp và tầng lớp nào? Gợi ý trả lời: những giai cấp và tầng lớp mới như là tư sản dân tộc, trí thức mới, tiểu tư sản và công nhân. Câu 2. Trình bày những tác động của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống. Hướng dẫn trả lời: đã làm thay đổi cơ bản quá trình sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tạo ra nguồn của cải dồi dào cho xã hội. Câu 3. Hoàn thành bảng thống kê các thuộc địa của thực dân phương Tây ở khu vực Đông Nam Á đến cuối thế kỷ 19. Và câu 4. Hoàn thành bảng tóm tắt về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây. Các em sẽ đọc nội dung trong phần trong bài 3 và hoàn thiện hai bảng so sánh này. Đối với phần môn địa lý, các em sẽ trả lời một số câu hỏi như sau. Dựa vào bản đồ địa hình Việt Nam, hãy kể tên các dãy núi có hướng Tây Bắc đến Đông Nam. Một số dãy núi như là dãy núi Hoàng Liên Sơn, dãy núi Pu Đen Đinh, dãy núi Pu Sam Sao, dãy núi Trường Sơn Bắc, dãy núi Tam Đảo, vân vân. Câu 2. Kể tên các dãy núi có hướng vòng cung. Ví dụ như dãy cánh cung sông Gâm, dãy cánh cung Ngân Sơn, dãy cánh cung Bắc Sơn, dãy cánh cung Đông Triều, vân vân. Câu 3. So sánh sự khác nhau về địa hình giữa vùng núi Tây Bắc và vùng núi Đông Bắc. Với các nội dung so sánh như là giới hạn, độ cao, hướng núi, cảnh quan. Câu 4. So sánh đặc điểm địa hình của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Với các nội dung so sánh, vị trí, diện tích, hệ thống đê điều, phù sa. Các em đọc nội dung trong sách giáo khoa và hoàn thiện hai bảng so sánh này. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn xong một số nội dung để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1. Chúc các em ôn bài hiệu quả, làm bài đạt kết quả cao.